vào hồi 10 đến 11 giờ thứ bảy ngày 9 tháng 1 năm 2016, công ty luật trách nhiệm hữu hạn An Nam phối hợp cùng Viettel sẽ tổ chức tư vấn miễn phí cho quý vị với các nội dung về hợp đồng lao động, tranh chấp lao động, kỷ luật lao động, các quyền lợi của người lao động, các chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp,